Ngày hôm nay tôi nhận một kèo sửa khóa cách nhà hơn 800 km tại quê nhà Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trên đường trở về thì thật may mắn khi được vào đây thăm quê của bác. Đây là Nam Đàn. Thật là vinh dự khi tôi đã được đến đây lần thứ hai. Năm 10 tuổi, tôi đã được đến đây cùng gia đình của mình. Thì ngày hôm nay tôi dẫn vợ con và bá của mình. Bá của tôi cũng là một người Hà Tĩnh, xa nhà cũng hơn 50 năm, năm nay cũng ngoài 60. Đây cũng là lần đầu tiên bá được trở về thăm quê hương của bác Hồ. Đến thăm Lăng Sen là quê nội bác Hồ. Tuổi thơ từ bác Hồ là ra đây ở quê mẹ Quan Trù, cách đây hơn một cây số. 1 đến 5 tuổi là bác ở quê mẹ, 6 đến 10 tuổi là bác ở Huế, còn 11 đến 16 tuổi bác ở Lăng Sen. Ngày xưa bố bác ông sinh sắc là trẻ mồ côi, được gia đình bên ngoài cưng mang đón về nuôi dưỡng. Học giỏi thông minh, tròn vẹn cả tài và đức, bệnh tay trong đất cỡ người học cho, thì là bên ngoài tròn lăng con rể, gả con gái cắt đất dần nha. Hạnh phúc mà gia đình bà có được chính là nhờ công lao của bên ngoài. Điều này để cắt nghĩ vì sao mà chị em bà ra đời ở quê mẹ là cô Thanh, Cầu Kim và bác Hồ của chúng ta. Chuyện kể về bác Hồ thì còn rất là dài và rất là nhiều những cái chuyện khác, từ lúc sinh thành lớn lên hay là bác buôn bán nước ngoài. Và thật may mắn khi tôi sinh sống và làm việc tại Cao Bằng cũng là nơi mà sau 30 năm bác buôn ba tìm đường cứu nước, bác trở về đặt chân đầu tiên đến Cao Bằng. Còn đây là nơi hàng xóm của bác làm nghề rèn. Đây là cái bên cái hơi. Cái hơi ra đây. Lửa đây, lửa đây. Chỗ này lửa đúng rồi, lửa. Lửa. Thì cái này là đây à? Đây đúng rồi, đây sắt sắt này ở đây. Còn cái chỗ kia là ngồi để mà mài mà rũa. Ừ, cái này đúng không? À đây, cái này là đá mài. Đá mài. Đấy. Đá mài. Đúng rồi, chắc đá mài từ lâu rồi mới đây quý nhỉ. Đấy, đá mài đấy. Đấy đá mài nó màu này, con này này. Con nhìn thấy màu không? Màu y như cái đá kia luôn, đá trong trong đấy, nhưng mà đá này nó cứng hơn, có độ cứng hơn. Cái này để làm cái gì nhỉ? Cắt này để làm cái gì nhỉ? Cắt. Để găm cái dao vào đây này, từ giữa cho con dao vào đây này. À xong mài cái góc này, đẩy cái này, đúng không? Và đây là bảo tàng lưu niệm những cái kỷ vật, những cái đồ vật của bác, hay là những cái thứ mà người xưa đã sử dụng. Thật là may mắn khi ngày hôm nay lại được có mặt tại đây. Mà ngày hôm nay tôi đến đây làm cái gì nhỉ? Thôi chắc hẹn anh em tập sau sửa khóa vậy.